Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp những 50 top cần có ký hiệu là SMT nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mở cái link tờ Twitter của tất cả các bạn ra các bạn. Rồi, những video đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè. Trên dự án các bạn theo dõi các bạn, sau đó các bạn mới đắp lên. Sau đó xuống đây thì các bạn like nè các bạn. Ở tờ Twitter. Rồi các bạn tweet đi các bạn. Chứ chẳng như tweet hoặc là tweet thì không được, các bạn test lại đi, vài người bạn các bạn. Rồi, sau đó các bạn join vào kênh Telegram của nó nè các bạn. Rồi, trên kênh Telegram các bạn join vào nè. Rồi, sau khi join vào xong thì bạn bắt up lên nè, bạn nhấp ba gạch cùng nè. Vào setting, copy username mình nha các bạn. Các bạn. Bạn mở tờ Twitter lại các bạn. Rồi các bạn bình luận nha các bạn. Rồi các bạn bình luận cái username của mình vào đây nè các bạn. Và một cái địa chỉ với RC20 trên với chút code của mình nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc trả lời thôi các bạn. Vậy là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 50 tập cần SMT đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.